cây mít nhà Linh năm nay trái nhỏ mà nó trái nhiều cô chú anh chị, được đâu mười mấy trái gì đó, từ ở dưới lên nè, cái chùm này nè, bên đó hai trái, với trên đây mấy trái nữa nè. Linh nhiều quá, Linh tỉa bớt một trái cô chú anh chị. Bữa nay Linh sẽ làm cái món gỏi mít non thử coi. Lần đầu tiên Linh làm món gỏi mít non luôn. Linh cắt một trái vô Linh làm gỏi. Mình cắt cái trái này đi. Linh sẽ cắt cái trái mít này của chú anh chị. Còn trái này Linh để lại. Tại vì cái trái này nó cái đít nè. Cái đít nó teo nó không bự á. Linh cắt còn chừa lại dưỡng cái trái này lại. Rồi. Được trái mít đây, đi vô Linh làm gỏi. Mít Linh gọt ra rồi cô chú anh chị. Bây giờ Linh sẽ bỏ vô Linh luộc ha. Linh bắt cái nồi nước lên đây rồi nè. Bây giờ Linh sẽ cho một tí muối vô với mấy trái tắc cho nó cái chua luộc cho nó đừng có bị đen cái miếng mít. Mít này có trái sơ đen thôi chú anh chị. Cái ở dưới đít nó bị sơ nó đen. Bỏ vô Linh luộc. Này bị đèo rồi Linh hái luôn. Sẵn rồi đó làm gỏi ăn thử ngon không. Cái trái mít nhỏ xíu là Linh hái bữa trước Linh cắt bỏ đó. Nên Linh lấy vô Linh luộc Linh làm gỏi luôn. Rồi Linh luộc khoảng nửa tiếng nha. Mít Linh luộc nãy giờ nửa tiếng của chú anh chị. Linh thấy nó mềm mà nè. Giờ Linh gấp ra. Gấp ra để nguội một tí nữa Linh mới xé. Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Bữa nay Linh sẽ làm bữa cơm chay của chú anh chị. Linh làm hai món. Linh làm đậu hũ muối sả ớt chiên nè. Cái này là Linh muối nước tương nãy giờ rồi. Nó cũng thấm rồi đó. Linh sắc ít sả với ớt bỏ vô chiên cho nó thơm lên. Rồi món thứ hai là Linh sẽ làm gỏi. Gỏi mít. Lần đầu tiên Linh làm gỏi mít ăn thử ngon không cô chú anh chị. Mít này Linh luộc nãy giờ. Linh mới gấp ra còn nóng hổi luôn nè. Để một tí cái cho nguội bớt cái Linh này xé khoai ra. Còn ở đây là rau quế với rau húng lủi với lá rau găm của chú anh chị. Linh chúc Linh làm gỏi Linh xé cái rau này trộn lên cho nó thơm. Linh sẽ bào ít cái củ cà gót này vô cho nó có màu. Bây giờ Linh sẽ đi chiên cái phần đậu hũ trước rồi để cho cái mít này nó nguội rồi Linh sẽ xé. Cho ít dầu ăn vô Linh sẽ chiên đậu hũ. Bỏ đậu hũ vô. Đậu hũ này Linh khứa ra cho nó mau thấm nước tương. Sáng Linh mua 3 miếng đậu hũ. Vàng miếng đều nha, gấp ra còn 2 miếng mà Linh chiên cho nó hết đi. Mít
Linh luộc cũng xong rồi cô chú anh chị. Bây giờ Linh sẽ xé ra, xé ra sợi sợi như nè. Cái Linh đi trộn. Mít Linh xé sợi ra chú anh chị. Linh có bào ít mầm của cây đỏ nè, trộn chung cho nó có màu mè. Tắt nè, Linh nặng chục trái được nhiêu nước đây nè. Bây giờ Linh sẽ bỏ đường vô đây. Linh bỏ 2 giá đường. Gọi cho nó tan ra cái Linh bỏ vô rổ nè. Linh chế cái nước vô rỗi. Bữa nay Linh làm chay á, Linh không có bỏ nước mắm vô cho chú anh chị. Linh chỉ chọn tắt cái đường thôi, đơn giản vậy. Linh cũng không bỏ nước tương vô. Linh chọn điều đó. Linh hết bao tay rồi, Linh lấy 2 cái muỗng nước cơm này Linh trộn vô đó. Rồi Linh trộn nãy giờ nó cũng đều rồi nè. Giờ Linh xé ít rau thơm bỏ lên. Nó lắc nó cho nó thơm, nó chảy cái tinh dầu đó nó thơm. Nó thơm hơn mình sắc. Chọn cho nó đều với rau răm, rau thơm này. Rồi, cũng đều rồi, Linh cho ra dĩa. Rồi, Linh bỏ ra cái dĩa này. Dĩa bây giờ Linh sẽ bỏ một ít hành phi lên. Hành này Linh mới phi nè. Sẽ bỏ đậu phộng lên. Cho cái cọng rau lên xuống giữa. Bữa cơm Linh cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Linh mời cô chú anh chị ăn cơm cùng với Linh nha. Bữa nay làm gỏi mới cô chú anh chị. Lần đầu tiên Linh làm gỏi mít luôn á. Không biết ăn có ngon không, để Linh thử thử coi. Gỏi mít non. Bữa nay Linh làm cơm chay. Để con gùi nãy ba tới luôn rồi. Gỏi mít non với đậu hũ, muối nước tương, chiên sợi ớt. Linh có mua khoai lang à, thì Linh luộc. Khoai lang Linh mua củ nho nhỏ không cô chú anh chị, củ nho nhỏ gì không nè. Khoai lúc này mắc lắm, luộc thì Linh mua củ nhỏ này ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà cô chú anh chị nha, Linh thử một miếng gỏi trước, thấy hấp dẫn coi nè, để ăn thử thế nào. Linh chấm nước tương. Ngon cô chú anh chị, ăn nó bùi bùi, dẻo dẻo bùi bùi, ăn nó thơm hành với đậu phộng nó béo béo á, ăn nó bùi bùi ngon lắm. Ăn như giống như thịt gà, gỏi gà.
con trai mà nó giống nửa già, bùi bùi ngon lắm, ăn trứng hành phi nó thơm ngon quá. Thấy nhiều người ta làm mà mít non này kho con trai ăn ngon, thấy làm gỏi nè, lên thấy nhiều rồi mà Linh chưa có làm, lần đầu tiên Linh làm luôn nè, tại vì nhà có mít sẵn đó cô chú anh chị, rồi Linh hái vô Linh làm thử. Cái chùm này nó hai trái mà trái này đèo của Linh hái. Linh làm ra cũng nhiều, ăn cái đậu hũ chiên sả ớt nha, cắt ra tay bóc xéo ra. Đậu hũ mà chiên cũng ngon. Hôm qua đầu tháng là Linh quên ăn chay, ăn lạc. Sáng là Linh mua xôi cho con Linh ăn đi học á, con Linh ăn không hết chứ Linh quên lấy Linh ăn luôn, nên cái hôm qua Linh không ăn lạc luôn. Bữa nay Linh ăn lại, ăn bù hôm qua, bữa nay mùng 2 à. Thường Linh ăn lạc đầu tháng giữa tháng hai ngày thôi chứ kìa. Ngon không? Mình làm hai món món nào cũng ngon. Ăn cho mùi nó thơm. Bữa nào Linh kho thử một bữa. Nhà mà Linh năm nay có mít non nhiều, có 4 cây mít có trái luôn. Cái cây Linh quay từ sáng mà trái nhiều nhất á. Lâu đổi món lạ lạ. Nhà có mít mới làm chứ đâu mua đâu có mít non. Tôi bán mít chín. Luộc nguyên cái hộp, nó ăn nguyên cái hộp đó. Thank you.
nó nửa dĩa luôn, nhiều hơn nhiều lắm luôn cũng chị. Cơm mình chia sẻ cái món chay chúng mình cũng xin phép lại tôi quý anh chị xem video của Linh Nắp, nếu thích ủng hộ cho mình một like, một chuông và một lượt chia sẻ đi động viên khích lại tinh thần cho Linh, tôi quý anh chị video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt.